Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu vừa đến động viên khen thưởng nóng cho lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu và Viện Kiểm sát Nhân dân quận về thành tích nhanh chóng bắt giữ triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu, quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận rất vui chúc mừng thành tích mà các đơn vị đã phối hợp đạt được. Theo đó, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 21 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã ập vào nơi ở của Trần Hải Trung, 24 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thu giữ khoảng 1.900 tép, tương đương gần 2 bánh heroin. Đặc biệt hơn, Trung là cháu ruột của Trần Thị Thanh, 60 tuổi, một trùm ma túy bị Công an quận Hải Châu bắt giữ trước đó không lâu. Lãnh đạo quận Hải Châu đánh giá cao thành tích của các đơn vị và mong muốn Công an quận Hải Châu và các đơn vị tố tụng tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để bắt giữ và làm rõ các đối tượng có liên quan khác, sớm đưa vụ án ra xét xử công khai, làm gương cho số đối tượng còn nuôi ý tưởng làm giàu từ ma túy.